đẹp hơn này đấy. Cái đôi này đẹp hơn nè. Anh ra ngoài đây đi, em vô trong đây em hỏi. À, nó ghen anh đứng gần khách anh mới nói chuyện người ta được. Không có ghen, em là phụ nữ không bao giờ ghen hết trơn á. Vậy chứ sao Thành đứng đây mà em kêu ra ngoài? Trả lời đi. Coi coi mặt chứ. Hả vợ? Những người đẹp như em, anh tin là linh cảm em sẽ luôn đúng, em sẽ luôn chọn đúng người cho cuộc đời của em. Em cũng vậy đó, cũng vậy đó. Ờ, chắc em đi về quá hả? Sao anh đi về không? Tao nói chuyện với khách mời cứ chen cái mặt vô hoài, sao kỳ vậy? Sao mấy người ngộ vậy? Vâng, mời Gia Bảo. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giọng ca bí ẩn. Harry Won và Trân Thành cũng không để quý vị chờ thêm nữa. Bây giờ xin mời 5 người chơi. Anh ơi anh đứng đây nè. Đây đứng đây nè. Đây, cái đội này đẹp hơn này. Đây, cái đội này đẹp hơn nè. Anh ra ngoài đây đi, em vô trong đây em hỏi. À, nó ghen anh đứng gần khách anh mới nói chuyện người ta được. Không có ghen, em là phụ nữ không bao giờ ghen hết trơn á. Vậy chứ sao Thành đứng đây mà em kêu ra ngoài? Trả lời đi. Coi coi mặt chứ. Hả vợ? Tiếp tục chương trình. Vâng. Mâu Thủy, một cô người mẫu xinh đẹp. Giới thiệu bản thân mình cho quý vị khán giả nhé. Lần đầu tiên thì Thủy được tham gia chương trình Giọng ca bí ẩn, thì Thủy cảm thấy là mình không có nhiều cái chuyên môn về âm nhạc lắm, nhưng mà Thủy rất chắc chắn bằng những cái chuyên môn cảm nhận bằng trái tim, cho nên Thủy sẽ chọn những ca sĩ nào hát từ trái tim và chạm đến trái tim tất cả mọi người. Ở đây chương trình này cũng không cần mà người chơi phải quá giỏi về chuyên môn âm nhạc. Đúng, chỉ cần rồi. Mình có linh cảm đúng thì yes, người đó sẽ mang về cho mình đi. Giác quan thứ 6. Đúng rồi. Đúng, rất là quan trọng. Đặc biệt những người đẹp như em, anh tin là linh cảm em sẽ luôn đúng, em sẽ luôn chọn đúng người cho cuộc đời của em. Em cũng vậy đó, cũng vậy đó. À, chắc em đi về quá hả? Sao anh đi về không? Tao nói chuyện với khách mời cứ chen cái mặt vô hoài, sao kỳ vậy? Sao mấy người ngộ vậy? Vâng, mời Gia Bảo. Kính thưa quý vị, Gia Bảo rất là thích chương trình này, cũng xem hết tất cả các số trước rồi. Và ngày hôm nay vào đây thì Gia Bảo cũng sẽ ráng tìm được cho mình một ca sĩ. Bây giờ cái này em hỏi thiệt nè, là lần trước chị đến đây là chị ra vị tay trắng. Sau cái đợt chơi lần trước, đến lần này thứ hai thì chị rút ra được cái kinh nghiệm gì? Những cái gì mà chị đã trải qua thì chị phải rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm là bây giờ chị ngồi chị phải coi người ta. Không phải là đơn giản mà chị coi... Nghĩa là chị phải coi. Nói chuyện thôi, nói chuyện chị không coi, kinh nghiệm này nó mong lung quá. Tiếp tục chương trình. Thì bữa nay chị đem chiến binh của chị. Lần trước là chị phải chơi không lợi, bữa nay đem con tới chị chơi. Chị bán tiệm nail rồi. Sau chương trình Giọng ca bí ẩn này, chị sang tiệm nail lại cho cưng. Tiệm nail rồi, bây giờ chị bán con. Ê, chị đem con. Đem con tới chơi. Mình gỡ lại. Đúng. Con làm hãnh diện. Lộc ơi, Lộc ơi. Chào khán giả cái coi. Dạ, lời đầu tiên là Lộc xin kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình ạ. Hôm nay là lần đầu tiên là Lộc đến với Giọng ca bí ẩn. Và vui hơn nữa là được chơi chung với mẹ Lê Giang nữa. Mẹ em có sự thu hút thí sinh, nên là mẹ em chọn ai thì em sẽ quyết định em theo mẹ em chọn người đó. Em đấu tranh, em giành giật với mẹ em thôi. Bậy. Ủa sao kỳ vậy? Vậy là nó đâu có đồng đội tôi. Ủa sao tự nhiên lôi nhau tới đây rồi gặp mẹ mình vậy? Ủa chi vậy? Vậy đi về, đi về liền. Đủ liền hả? Gạch tên nó phải. Gạch tên mời về liền. Ê nè, ý con nói là mẹ chọn thí sinh nào thì con sẽ nghe theo mẹ chọn chung thí sinh đó. Không, điên đi con. Đừng có chung. Không được mẹ con, biết đâu mẹ trật thì con trúng chứ sao hai đứa dính chùm vậy? Chị bảo vậy, hồi nãy người ta mới nói dập mẹ em đó, rồi bây giờ em dập mẹ em nữa, sao mẹ em sống sao trên đời mà được? Này? Giống như cả thế giới xua đuổi rồi thảm hại đó, quá vậy? Bây giờ chỉ còn khán giả nhìn mẹ thôi. Tôi biết là khán giả có gửi thơ kêu là mời Lê Giang tới lần thứ hai Giọng ca bí ẩn, tôi biết. Chị không ai gửi hết đó chị. Dạ. Thành
bên kia đứng nha. Không, nó giỡn chứ, nó giỡn. Kêu giờ chờ chồng em về. Cho về đi chồng về. Không, nó giỡn. Có gửi, phải gửi, ta thương ta gửi mới mời lần thứ hai chứ bộ thiệt á. Nè, nãy giờ ta thanh niên nghiêm túc, ta trưởng thành, ta ít nói nè. Nói gì cho ta thấy mình trưởng thành đi cưng. Thì cái chương trình giọng ca bí ẩn này thì em cũng có tìm hiểu, em coi rồi. Thì thật sự là quan trọng không phải là người ngồi chơi hát hay không hát hay, mà quan trọng là linh cảm của cái những bạn thí sinh chơi. Thật sự mà chiến thắng cô Giang thì rất là dễ. Từ nãy tới giờ mọi người nói thì em cũng đã có suy nghĩ rồi. Bởi vì nãy anh Thành nói là vòng trước cô Giang có chơi thua. Trắng tay, trắng tay. Vòng trước cô Giang có chơi thua thì vòng này cô Giang chọn người nào thì mình đừng chọn giống cô Giang là mình sẽ thắng. Dạ vậy thôi. Chị, sao chị Giang chị giống như một cái hình mẫu ngồi dạ. Phải đánh xa. Sao chị kỳ vậy? Nó gia đình đó. Không phải cô con rể hụt á. Rể hụt phải cái gì? Cái gì? Không phải. Nè em nào không có nói láo quý vị khán giả nha, đứng trước nhà tôi hoài. Trời ơi. Chị Giang, chị nói em mới nhớ. Hồi xưa khi Hương Lập đi thi trong đội của em, chị nhớ một cái chương trình đó là thí sinh trong đội của em. Ai tuần này hết tuần nọ làm người diễn phụ không lấy tiền. Ai? Không phải, không phải, không phải. Ủa, diễn viên mà bộ rảnh lắm mà sao diễn free hoài vậy? Hả? Kêu cái ra diễn, coi như là diễn mà em tàn lan. Em qua em tập. Ủa, chương trình gì vậy? Chương trình giọng ca bí ẩn. Tiếp tục chương trình. Vâng. Thưa quý vị, mối tình của Tuấn Dũng và Lê Lộc chúng tôi sẽ điều tra sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hòa giọng của bốn giọng ca bí ẩn hôm nay sẽ rất là độc đáo và bá đạo. Cho nên có gì các bạn hãy lắng nghe. Xin mời. Đàn thiên thu đức dây 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 gì ai mà biết được cái dây dây gì. Trời đất ơi, xàm không. Đàn thiên thu đức dây phật 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 đứt luôn cái cầu trì. Trời là cái đứt cầu trì luôn. Thương bốn người như lục bình trôi. Ai đoán được bốn người này là ai? Trời ơi, thấy ghê. Trời ơi, thách thức đó. Và bây giờ ý kiến của năm người chơi như thế nào ạ? Mời chị Lê Giang. Chị thấy bốn người đều có chất giọng hát hay. Đúng luôn. Mặt toàn là ca dân ca Nam Bộ không? Khó à nha, bữa nay là căng á. Bữa nay căng à. Đúng mặc, sở trường của chị luôn. Đó, mặc dầu là rút kinh nghiệm là đã chơi rồi nhưng vẫn phải xem xét lại nha. Nhưng mà chị ấn tượng nhất với ai? Chị ấn tượng cái cô thứ nhì kế con mèo á. Dạ, kế con mèo. Số 2, vậy là số 2. Mâu Thủy em thích ai cưng? Dạ, thật ra những dòng sau em không biết, nhưng mà dòng nghe thử nhạc này là rất vui thôi nè. Thì không thấy ai hết. Chưa nhận định được gì hết. Con rể hụt chị Giang. Nói đi con rể. À dạ không cô, chắc con chọn giống cô thiệt. Anh nãy xin lỗi tại nói cái ý kia. Tại vì hồi nãy em quan sát em thấy tất cả bốn anh chị thì là em nghĩ là ai cũng sẽ hát hay hết. Nhưng mà cái chị đứng thứ nhì em thấy được một hành động là chỉ là cái người bắt nhịp đầu tiên cho để vô cái lời bài hát đó. Ai đoán được bốn người này là ai? Dạ con quan sát kỹ quá ha. Rồi mời anh Gia Bảo. Theo em nghĩ là chắc là hai canh trai này là không có phải là hát thể loại nhạc này. Cho nên là ổng cứ dây phật, ổng không có ca dài. Lê Lộc em có đồng tình với ý kiến đó không? Em thì em lại thích anh số 3. Ồ, sao tại sao vậy? Tại anh hát vui. Anh tưởng anh thích anh số 3 tại cái tướng lùn lùn giống Dũng. Đâu có, trời ơi. Anh về đi Dũng ơi. Trời đất ơi. Sao mẹ co độ không thích ai cái đuổi về kỳ thiệt. Chương trình sếp mà anh đâu biết được. Sếp, đặt sếp.